qué chavo más. Cái này cứ đi chơi cả. Vừa đi đá bóng về. Ôi xa. Đó là con đá bóng nữa. Ừ. Thầy yêu văn nghệ thể thao chứ. Chắc cái ngã chứ đi. Cái ngã chứ. Đông chặt đưa đây chặt đây. Đây cái này. Bình tĩnh đi, không có chuyện gì hết. Tự nhiên em chứ. Lúc nào cũng bênh nhau. Cho cua đang tự nhiên giúp em. Em cứ bình tĩnh nghe chị giải thích cái nào. Thôi. Cháu muốn mì lúc nào cũng bênh chăn cua. Không biết luôn đây. Thôi. Tự nhiên. Không cua. Biết mì lăng đâu. Thế mà cậu bị luận đấy. Lúc nào cũng bênh mì càng mì càng suốt bản thân. Chúng ta càng bênh chăn cua. Vậy, vậy. Vậy nó. Vậy, vậy đó. Mà tu lẩu thì mì thì biết nữa. Nào. Tóm lại là mấy mì lăng cho khuôn khắm mấy người ấy, xong rồi lộng ấy. Mà ấy mà tưởng mì hát. Mì nghe càng thơ lông bệnh. Rồi. Rồi bỏ chuyện.
Thôi, mấy cái lăng cà phê không có nào. Thôi đi. Được rồi. Về đi. Cà phê với mì lăng, cà lăng nào. Không có chuyện gì đâu. Cứ bỏ ra đi. Không, chị nói rồi, không có chuyện gì đâu. Đi mì càng nào, hắn cả này khen cái này. Mì khen đấy là mì hương ấy đây. Không là lống mất đâu, hãy nói đây. Bắt đầu vừa người ta tình cờ thế, vừa tình cờ hắn cắn xuống thế. Không, không có chuyện gì cả. Sợ cắn là hắn cắn đi không? Mì càng nào. Bình như thế nào?